Tôi gã tiêu phu vác chữ lên đồi, khói chiều xa xôi bay vèo. Bài viết có tựa đề Mà đưa lối quỷ dẫn đường, tác giả bác sĩ Phan Xuân Trung. Báo Tuổi Trẻ đăng tin sau 15 tháng 9 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách chỉ thị 16 cộng. Tôi chỉ biết thở dài. Ngày 15 tháng 6, 2021, tôi đã có bài viết có tựa đề Xác định điểm lây, phân tích về giải pháp chống lây nhiễm virus dựa vào cách thức lây truyền của nó. Trong bài này có đoạn giãn cách xã hội mà thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng là giãn cách ngoài đường, trong khi việc lây nhiễm lại xảy ra trong nhà. Nhà ở đây bao hàm các văn phòng, không gian kín. Như vậy, lệnh giãn cách xã hội là hoàn toàn vô dụng, vô ích, vô nghĩa và gây thiệt hại. Tôi tưởng chỉ cần 2 tuần lễ giãn cách thất bại là người ta đã thấy được lời của tôi đúng và thay đổi cách chống dịch. Tuy nhiên, thực tế là chính quyền đã chẳng những không thay đổi mà còn repeat giải pháp này đến lần thứ 6, thứ 7. Cứ mỗi lần repeat là mỗi lần con số nhiễm và chết tăng thêm một bậc. Tôi đã nói lệnh giãn cách xã hội là hoàn toàn vô dụng, vô ích, vô nghĩa và gây thiệt hại. Và thực tế chứng minh tôi nhận định đúng, đúng đến nhiều lần, lặp lại theo số lần gia hạn của chính quyền. Đến nay thì ai cũng rõ về sự ăn hại của các giải pháp giãn cách mà thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng. Tử vong do COVID thuộc hàng đầu thế giới, y tế cho các bệnh không COVID tê liệt 100%, kinh tế xã hội tê liệt toàn diện, nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị rút lui là hậu quả của giãn cách. Vậy mà ma xui quỷ khiến giải pháp này vẫn tiếp tục áp dụng sau 15 tháng 9. Trong những ngày của tháng 7, tháng 8, 2021, dân chúng chết do COVID. Đến tháng 9, 10, 11, 12 thì số tử vong tiếp tục tăng do bệnh không COVID. Hãy chờ xem có phải vậy hay không nhé. Tôi thường nói trước và kiểm chứng lại chẳng thấy sai bao giờ. Điều gì khiến cho tôi có nhận định đó? Bệnh nhân có bệnh nền suốt hơn 2 tháng không được chăm sóc y tế. Ai có thể sống được khi mang bệnh ung thư, thiếu máu cơ tim, suy gan, suy thận, hen suyễn, COPD mà chịu đựng được trong suốt thời gian dài không thuốc men, không can thiệp y tế? Ngân hàng máu cạn kiệt, người bán máu cũng không thể lết được đến trung tâm hiến máu để bán giọt máu của mình. Vậy thì bệnh nhân ung thư máu, mất máu, tai nạn, mổ xẻ lấy máu đâu ra để chuyển? Thuốc men, dịch chuyển cạn kiệt, chợ xỉ đóng cửa, hàng đặc trị không được nhập về, bệnh nhân muốn tự điều trị cũng không thể có mà mua. Nhân viên y tế kiệt sức, bỏ công việc, cơ sở y tế không phục hồi hoạt động, vẫn tiếp tục cho chống dịch mà không lo cho bệnh nhân các loại. Bệnh tâm thần tăng cao do trầm cảm, stress vì bị nhốt trong nhà và bị tang thương do mất người thân. Doanh nghiệp phá sản, người lao động thất nghiệp, số người tự tử sẽ tăng. Tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu đói khiến cho bệnh mới phát sinh, nhất là lao phổi, viêm dạ dày. Người nghèo không có tiền trả tiền nhà, mất nơi trú ẩn. Trẻ con mồ côi vì cha mẹ mất trong mùa dịch sẽ suy dinh dưỡng, mắc bệnh mà không được chăm sóc. Mọi thứ đang diễn ra từ sự sợ hãi và mất định hướng của chính quyền.
Họ, những người đang nắm quyền điều khiển xã hội, không có kiến thức về dịch tễ học, về bệnh truyền nhiễm, nên cũng hoang mang về COVID như dân chúng. Họ đã phản ứng loạn xạ như người không biết bơi bị té xuống nước. Cho đến nay, khi đỉnh dịch đã đi qua, khi việc lây nhiễm và tử vong đang giảm dần, họ vẫn chưa hết khiếp đảm, chưa bình tĩnh để nhận định tình hình. Những kế hoạch phục hồi hoạt động xã hội bị vẽ vời thẻ xanh thẻ vàng, trong khi số liệu tiêm chủng, số liệu mắc bệnh, chữa khỏi thì nát hơn rẻ rách. Chống dịch dựa vào công nghệ với trăm cái app, chục cái website, nhưng số liệu thì lộn tùng phèo. Vậy thì căn cứ vào đâu để xanh với vàng? Chờ cho ổn định số liệu hả? Có chuyện đó nữa hả? Lò thiêu vẫn tiếp tục, ăn nên làm ra dưới sự nhảy múa của ma quỷ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.